tất cả các bạn đã đến với video ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip về 8 hồ bơi trên sân thượng nha các bạn. Và đây là cái ghe để người ta chọn trên sông, trên hồ. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ chế biến cái ghe này thành một cái hồ bơi để tụi mình tắm trên sân thượng nha các bạn. Và đây chính là cái bơm bằng điện, nó tiện lại hơn cái bơm bằng, cái bơm đạp, bơm bốt hơn, nó tiện lại hơn rất nhiều luôn các bạn, vì nó dùng điện mà nó đã tốn hao của tụi mình hơn. Đây là cái bơm điện, đây dây cáp này các bạn, mình chỉ cần gắn cái này vô thôi, mình cắm đây là tụi mình bỏ vô cái lớp bơm cái ghe này rồi mình bơm lên. Còn bây giờ tụi mình sẽ làm nha các bạn. Chào các bạn, thì bây giờ có những người đồng hành cùng mình. Đầu tiên là anh Gia Huy đến từ Đà Nẵng. Chào các bạn, mình là Gia Huy đến từ Đà Nẵng. Mình về hôm nay mình về quê lên sân thượng tắm hồ bơi cùng với mấy anh chị. Và đây là chị Hà Anh, là đến từ Quảng Ngãi. Mình xin chào các bạn, mình tên là Hà Anh, mình đến từ Quảng Ngãi. Do dịch bệnh nên nhà trường cho mình nghỉ, nên mình nhiều lúc mình rảnh rỗi mình sẽ lên đi chơi và tập luyện tập chương trình của mấy anh chị. Và đây là bạn em Trần Bảo Thi của mình. Chào các bạn, hôm nay là mình lên sân thượng tắm hồ bơi với mấy anh chị, là mình có đi một con mít đê là nồi cua cá, là mình tắm những cái này nè các bạn, cái là chào các bạn, bây giờ thì tụi mình sẽ khui thùng hồ bơi này ra thôi. Khui ra nào. Và đây là hai cái mái chèo này, chèo này các bạn. Còn vào đây là hai cái phao để nằm nè các bạn, nhìn chèo này. Cần đây là bơi này các bạn, cần đây là mình để chúng cái cổ này cái ba giờ này rất đại đó các bạn. Và bây giờ nếu cần nước, cần nước thì chúng ta phải cần nước đổ ở đây, thì chúng ta phải chuẩn bị một cái bồn nước như vậy. Vô đi, ra bơm, ra bằng nước mà vô đi. Anh coi chưa hả? Nè, nước đang chảy đi các bạn. Mình sẽ chờ nó đầy, đầy hồ nha các bạn. Chào
và anh Joey sẽ gặp nước ở lâu hơn. Người đi xin thêm 1, 2, 3. Mọi người,
Các bạn, thì bây giờ đây là con gì có mặt của mình nha các bạn, là mình vừa mới mua xong. Và bây giờ mình sẽ cùng với Thả, với anh Châu Huy và bé Suri, và mình sẽ thả gì có mặt này. Có một điều đặc biệt đến cái gì có mặt này, cái gì có mặt này, thường thường mấy con cá là bay dưới nước, bây giờ mấy con cá lên trời nó bay luôn. Mọi người thấy kỳ không? Cho mình mua gì có mặt nha các bạn. Mất nhất là thả diều. Hôm nay là mùa dịch Covid-19, là nay là không đi hạp được. Bữa trưa mình hạp ở nhà, hạp trên mạng. Cái dễ như mình hạp trên mạng mới có cô giáo của mình dạy tất cả mọi chuyện á. Cái gì là mình hạp điện thoại nè, máy tính gì nè, tivi nè. Bảo Thi và mình, do là do cái mùa dịch
Covid-19 này, cho nên tụi mình được nghỉ học. Tụi mình thường thường là mình chỉ cần học vào thứ 2 đến thứ 6 là mình nghỉ thôi. Bây giờ mình sẽ đi quay video về một clip thả diều. Và đây là anh Dơi đến từ Đà Nẵng. Triển khai thực hiện các giải pháp trên tinh thần nghị quyết. Từng nói được nó đầu heo rồi.